Anh Tư ơi, em để bắt đầu chương trình em giới thiệu với anh nha. Trước tiên là anh nhìn xuống dưới đó là tất cả các bệnh nhân nan y, đủ mọi hình thức nan y khác nhau. Chút xíu anh có quyền hỏi bất kỳ một bệnh nhân nào. Ở đây là bệnh nhân từ ải Nam Quan đến đất mũi Cà Mau, kể cả nước ngoài là tiểu bang gì con? Cali. À, thôi con mời con lên đây, con đại diện cho nước ngoài đi con. Đại diện cho nước ngoài. Còn các bệnh nhân kia thì đại diện trong nước. Rồi, em giới thiệu lại với anh Tư nha. Tất cả các bệnh nhân đang có mặt ở đây, chúng ta đã nhận bệnh là từ tháng 4 năm 2017 đến nay là tháng 11 năm 2018. Thì như vậy là chúng ta cho ra đời gần 30 ca nan y mà đa dạng chứ không phải là một bệnh ung thư. Tiểu đường, huyết áp, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư ruột, vân vân, tất cả các thứ. Bên cạnh đó thì hiện nay chúng ta còn gần 40 ca nan y đang chữa trị, nhưng mà dự kiến mỗi tháng ra 40 ca. Mà khi ra bệnh viện đó, khi ra khỏi đây á, thì có kết quả của hồ sơ bệnh án cấp cao nhất, ví dụ Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh mình là trung tâm Medis của Hòa Hảo, hoặc là bệnh viện nổi tiếng của tỉnh, thì từ đó những nơi đó thì em cho ra đời những bệnh nhân như vậy. Mà khi cho xuất viện về rồi là khoa học chứng nhận chứ không phải tụi em chứng nhận. Đó là một chuyện nha. Bây giờ nhìn về phía trước của anh đây, đây là các lương y, đây là lương y Nguyễn Thị Tiến, đây là y sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, đây là lương y Nguyễn Thị Hạnh, đây là lương y Phạm Nhân Tây, đó là lương y Nguyễn Tấn Thanh. Đó là các lương y đang điều trị trực tiếp bệnh nan y. Bây giờ quay qua mé bên trái của anh là ông chủ tịch chữ thập đỏ xã Vinh Kim, còn mé bên tay phải của anh là ông chi hội trưởng hội chữ thập đỏ áp dụng lớn của địa phương. Còn kế bên đó là một ca bệnh nan y ung thư phổi ở tại California ở Mỹ. Còn tất cả những bệnh nhân dưới là của Việt Nam, từ Hà Nội cho đến Cà Mau. Rồi anh chim ngắm cái đi. Rồi. Xin chào tất cả các quý vị. Cho tràng pháo tay nè. Trước hết lần đầu tiên thay mặt cho hiệp hội gửi tới tất cả các bạn ngồi đây và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lao động sáng tạo hết mình vì sự phát triển của đất nước. Lời đầu tiên như thế ạ. Thế thì tiếp theo tôi nghĩ là như thế này, mình có sức mạnh của trí tuệ Việt Nam, có sức mạnh của thời đại, và cái việc làm của chú Tường ở đây thì tôi nghĩ là vô cùng cao đẹp. Thế bây giờ xin lỗi cháu là cho bác hỏi thăm là cháu chữa bệnh ở đây được bao nhiêu tháng rồi và kết quả cụ thể như thế bây giờ cho đến thời điểm này, so với lúc từ lúc cháu vào đến bây giờ là cháu cảm thấy nào, cháu cứ nói hết khách quan. Đứng lên. Cháu đứng lên. Từ bữa tới đây tới giờ là được... Cháu nói cầm sát đi mày. Dạ. Từ bữa con tới đây chữa bệnh tới giờ là được 10 ngày. Dạ. Thì nhờ thuốc của mấy lương y tặng tình chữa trị như kia thì bây giờ con đỡ nhiều. Đỡ được bao nhiêu phần trăm, nôm na bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, cũng được 50%. Con bị ung thư về cái gì? Ung thư tràn dịch phổi. Thế cháu đã chữa ở bên Mỹ chưa? Chữa bên Mỹ chưa? Chữa ở bệnh mà không có hết một năm rồi. Chữa mà không giải quyết được bài toán. Mà lại tốn nhiều tiền chứ không? Thế về đây là chú Tường là chữa không có tiền. Thế đấy là cái vĩ đại chứ còn gì nữa. Miễn phí không lấy tiền mà mới chữa được 10 hôm. Mà theo như cháu nói là giảm được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, 50%. Thế thì tuyệt vời, tức là giải được 50% rồi. Tôi đề nghị là mọi người cho chàng pháo tay để hoan hô. Thế là rồi, thế là bạn này bên Mỹ nhá. Và thế bây giờ ở ngoài, nãy chú Tường nói là từ một năm quan đến mũi Cà Mau là có người vào đây chữa bệnh hết. Thì bây giờ tôi xin hỏi thủ đô Hà Nội là có ai ở đây ạ? Thủ đô Hà Nội là Thắng ha. Thắng, đúng rồi. Rồi bạn Thắng à. Thưa cha và thưa thầy, con ở Hà Nam Định. Con quê Bắc Nam Định đây. Bắc Nam Trực. Vâng, con vào đây chữa được hơn 20 ngày. Và
tình trạng thì con đỡ được tầm 60-70%. Là cháu bị làm sao? Con ung thư phổi. Ung thư phổi. Dạ, thế là chưa ở Nam Định và chưa các bệnh viện nào người ta nói thế nào? Con xét nghiệm ở bệnh viện phổi Trung ương thì người ta bảo con là bị ung thư phổi giai đoạn 3B, và con có chữa ở nhà thuốc Nam thì con cũng sang giai đoạn 4, nó bị tiến triển sang giai đoạn 4 thì con vào đây luôn. Vâng. Thế con vào đây là được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Tính đến thời điểm này là hơn 20 ngày ạ. Hơn 20 ngày. Vâng. Thì con tự cảm thấy là con đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi? Con tự cảm thấy con đỡ được khoảng 70% rồi. Đấy, thế thì tuyệt vời quá, còn gì nữa, còn hơn cả công nghệ Mỹ, rồi hơn cả y học hiện đại hiện nay rồi. Thôi được rồi, bây giờ là còn bạn nào ở miền Trung, bạn nào miền Trung nhỉ? Quế là ai? Quế là ai nào? Đấy, bạn tên là gì? Cứ nói mạnh lên rồi. Cứ nói tự nhiên, nói khách quan. Tên là Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Tuyết, ở Huế. Ở Huế. Đấy, khám họ chẩn đoán là giai đoạn 4. Giai đoạn 4 của ung thư cái gì? Dạ, ung thư buồng trứng. À, ung thư buồng trứng, giai đoạn 4. Dạ. Tức là giai đoạn gọi là ngóc nghế quan tài đấy đúng không? Dạ. Giờ con vô đây 1 tháng rưỡi. Giờ hết cỡ 70% rồi đó. Ờ, đấy. Mới được tháng rưỡi mà hết 70%, tao cho chẳng pháo tay. Vâng, rất cảm ơn em. Dạ. À, thế thì em cảm thấy bây giờ người là khỏe mạnh hơn nhiều đúng không? Dạ. À, thế mà em thấy là so với này các chữa ở bệnh viện kia thì em thấy là hiệu quả thực sự cái gì? Dạ. Thế là rồi, rất cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Ở ngoài nhà thì chết rồi. Đấy, em mới nói là nếu ở ngoài nhà thì là chết rồi. Tôi hoan hô thầy trường đi. Bây giờ tiếp theo bạn nào nữa nào? Bạn nào ở tỉnh khác xa nữa nào? Tỉnh Bến Tre có ai? À, Bến Tre có ai không? Bến Tre có ai không? Đấy, mời Thanh Điên. Ở Bến Tre ạ, à, tình sáng. Bị làm sao? Con bị ung thư đại tràng, ung thư gan. Thì đi lên bệnh viện Kiều An mổ thì cái khối u nó mổ không được. Thì bác sĩ nói phải ngày đó làm như mạch máu hay gì, với khối u nó nặng quá mổ không được, mới nó thông rồi mai lại rồi đem bác sĩ kêu về nhà. Vô quá chất mà vô chắc chịu không nổi thì mới nghe thầy cha tường ở đây con mới lên đây trị bệnh này cũng được 1 tháng 2 ngày đấy, cũng sức khỏe với cái bệnh con cũng được giảm được 60%. Rồi, thế là tốt rồi, cảm ơn cháu. Dạ. Tức là cháu bị ung thư đại tràng đúng không? Dạ. Tức là ở trường hợp là độ mấy, độ 3 hay độ 4 nhỉ? Này con cũng trong cái hồ sơ con cũng không có đọc rành mấy độ 4. Độ 4 tức là cũng chuẩn bị quan tài đấy phải không? Dạ. Ờ, thôi rồi. Nhưng bây giờ cháu cảm thấy là đỡ được 60-70%. Dạ. Rất khỏe. Thế được rồi, tuyệt vời. Dạ. Bây giờ ăn rất ngon và cảm thấy ngủ đỡ rồi vậy. Dạ dạ. Thôi rồi, cảm ơn cháu. Bây giờ có một cái ung thư mà nhức nhối nhất. Còn những ung thư này nó là bình thường nhất. Mà đối với xã hội là ung thư là nhức nhối nhất. Mà đối với công nghệ này là bình thường nhất. Mà đối với công nghệ này có một cái ung thư nhức nhối nhất là ung thư máu. Vậy thì ai là người ung thư máu? Xin giơ tay lên coi nào. Đọc. Cho anh đọc tay rồi. Ở đây là hỗn tự nhiên chứ không có tính trước. Đúng rồi. Cháu giới thiệu mình và cái hiện tượng bệnh của cháu. Con là nụa ở Đắk Nông đó xong ạ. Con bị bệnh ung thư máu. Mà con vào đây tới nay là được 1 tháng 20 ngày. Mà con cũng thầm thấy con bớt được 50% đấy ạ. Thế bây giờ trước khi vào đây cháu cảm thấy cơ thể nó làm sao? Nó cũng mệt, mệt ạ. Thế còn bây giờ thì cháu cảm thấy đỡ nhiều rồi gì? Dạ, bây giờ con khỏe ạ. Và tổng thể cảm thấy đỡ 50%. Dạ. Được rồi, cho thầy Tường một tràng pháo tay. Thế là hết ý rồi, bây giờ còn ai muốn chia sẻ tiếp nữa nào? Bởi vì chúng tôi muốn là tìm hiểu thực tế ung thư vú, trong nghe không bằng một thấy mà. Đúng rồi, ai ung thư vú là xin ra tay lên. Không ngại gì, đây là y học. Con thưa cha, thưa thầy. Con vô đây là con tên Điệp, con ở ngoài Đồng Nai. Con vô đây hôm nay được là đúng 3 tháng rồi. Nhưng mà từ ngày con đang điều trị ở bệnh viện, con đã vô hóa chất được 3 toa, nhưng mà người con không có sức khỏe. Thật sự là mỗi một lần vô hóa chất về là rất là kinh sợ, không có một cái tí sức khỏe nào mà sức sống nào để mà sống nữa. Khi con vô tới cha thì con theo phác đồ,
con theo pháp đồ thì riêng về cái sức khỏe mà con ăn cháo, thực sự là nó khỏe, không bao giờ sức khỏe con nó bị đi xuống. Đó là về cái cháo nano. Còn về cái thuốc và cái biến chuyển từ cái cục bíu của con, cô đây hồi đấy là nó rất là to, nó to bằng cỡ như tay con đang tả đây. Nhưng mà cái cục bíu thì nó vẫn phải hàn mình để cho nó ra được cái nước dịch đó. Thì nó ra được cái nước dịch đó thì nó rất là nhức, nhưng mà nó nhức thì nó mới ra được. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì nó chỉ nhỏ, còn có nhiêu đây thôi, nó còn bé xíu lại thôi, mà tất cả mọi nơi nó đã gom rồi. Cho nên bây giờ chúng con đang phải đấu tranh với sự sống của mình và cái phác đồ. Nên chúng con cần phải có sự kiên trì để theo cái phác đồ của cha, để chúng con được lành bệnh để trở về. Cuối cùng con cảm ơn cha rất nhiều và các thầy. Rồi, cảm ơn cô. Thế ngồi đây còn ai còn có ý kiến gì nữa không? Còn muốn phát biểu chia sẻ gì nữa không? Còn đại diện cho tỉnh nào nữa, có người nữa không? Ai muốn nói gì? Ai muốn nói gì cũng được, tự nhiên. Kể cả cái người mà không bệnh nói cũng được. Đúng rồi. Chứ không nhất thiết phải người bệnh, người nuôi bệnh á. Đúng rồi, người nuôi bệnh. Ai là người ý kiến rồi? Bây giờ ai là người nuôi bệnh? Ai là người nuôi bệnh? Nhận thấy cái bệnh mình đã nuôi bệnh mà ngày mới vô là như thế nào, rồi hôm nay như thế nào, tiến triển làm sao, ai là người nuôi bệnh phát biểu ý kiến coi nè. Người nuôi bệnh, bây giờ người nuôi bệnh quan trọng. Ok, xin mời. Con chào cha và chào các lân y và chào chú. Con là chồng của cô Điệp bị ung thư vú. Thì đây vợ con đây. Thì cách đây cũng 6 tháng trước thì vợ con cũng đã điều trị bệnh bên Tây y. Cũng đi rất là nhiều rồi, nhưng mà vợ sức khỏe vợ con rất là trầm trọng, xuống trầm trọng. Thì vợ con tình cờ cũng coi qua mạng mà gặp và biết được cha Tường trị bệnh ở đây, thì vợ con quyết định bỏ, không đi theo phác đồ của bệnh viện nữa mà về tới đây về với cha để mà trị bệnh. Lúc mới xuống đây thì cái tình trạng bệnh của vợ con rất là nặng, nhưng mà qua một thời gian xuống đây và được cha và các đơn vị trị thì giờ vợ con thật sự là nó đã thay đổi và cái chứng bệnh triệu chứng ung không còn nữa, đã về lành tính và giờ chỉ còn trong chờ đợi trong thời gian để mà lành hẳn thôi. Mà qua những thời gian con ở đây và cũng được nhìn thấy tất cả các người bệnh tới đây cũng nhiều có loại ung thư và nhiều loại bệnh rất là nặng, nhưng mà cũng có một số người đã được cha cho đi khám lại và đã được lành tính và được về với gia đình rồi. Thì con cũng mong một ngày nào gần đây, vợ con chỉ cần một gần ngày gần đây, vợ con cũng được về với con cái, về với con. Thì đó là một cái con cảm ơn cha và tất cả lương y ở đây. Và cũng mọi người ở đây cũng cầu chúc cho mọi người cùng một ngày gần đây cũng được về với gia đình và về với vợ chồng của chúng ta. Thì cũng mong rằng các anh chị ở đây và các cô chú ở đây phải theo một cái phác đồ, theo công nghệ nano của cha. Đó, công nghệ là cha vẫn nói là công nghệ 4.0. Mà công nghệ 4.0 bây giờ thật sự mà con người bên ngoài, con cũng là một người là hiểu, rất hiểu về dinh dưỡng. Con học dinh dưỡng về 5 năm rồi, nhưng mà vô tới đây con biết những cái dinh dưỡng con đang dùng và đang sử dụng đây con rất là tốt. Nhưng mà từ ngày con vô đây, con không dám cho vợ con dùng một cái gì ngoài công nghệ của cha hết. Mà con là một người biết về dinh dưỡng, rất là am hiểu, nhưng mà không dám cho làm sai phác đồ của cha. Mà vợ con cũng không dám ăn một cái gì ngoài một miếng cháo. Là trong 3 tháng, đúng 3 tháng vừa rồi luôn, thì vợ chồng con vẫn theo phác đồ y chang phác đồ của cha, là công nghệ nano của cha, là công nghệ bây giờ là công nghệ là rất là tiên tiến, và nó thay đổi tế bào trong cơ thể của vợ con. Và một ngày gần đây vợ con sẽ khỏe lại, thì sau lúc khỏe lại rồi về con mới bổ sung thêm những cái dinh dưỡng và những cái chất đó cho vợ con sau. Thì con cũng có một lời trân trọng và cảm ơn cha và các lân y. Cảm ơn chú. Có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Thế là ta có bệnh nhân này, có người đi nuôi bệnh nhân này. Thế mà còn ngoài đó ra thì có ai là thuộc cái thành phần thứ ba, tức là không phụ thuộc vào thầy Tường mà cũng không phụ thuộc vào người bệnh đến đây, mà gọi là đến đây để nghe, để quan sát viên. Thì có ai muốn có ý kiến gì không ạ? Thôi được rồi, tức là con mới đó là con ở Phát Thắng, con ở đâu? Con á? Mẹ con nè. Con là con về, mẹ con đây. Thế mẹ con đi sao? Dạ. Con mới tới đây lần đầu tiên hả? Con xuống đây là lần thứ hai ạ. Con ý kiến rồi. Con ý kiến. Đó là con là quan sát viên đó. Quan sát viên. Sao là mẹ vợ bị cái gì? Cháu giới thiệu tên à? Và mẹ cháu hiện tượng như thế nào?
Dạ con cũng xin chào cha và chào các thầy các dì, con chào bác. Thì khi mẹ con mới xuống đây thì trong tình trạng mẹ con cũng đi vô hóa chất 3 lần rồi. Nhưng 4 lần về mẹ con không ăn uống được cái gì hết. Nở hết từ trong họng lên tới miệng. Thì hôm nay là con xuống đây là con thăm mẹ con là lần này lần thứ 2. Lần đầu thì con đưa mẹ con xuống và lần này lần thứ 2. Thì hôm nay con xuống thì con thấy sức khỏe của mẹ con là có tiến bộ rất là nhiều. Được bao nhiêu ngày rồi? Mẹ xuống đây được bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Mẹ con phải được 2 tháng rưỡi rồi đấy. Dạ. Thì con cũng thứ nhất là con thiết cảm ơn cha, các thầy, các dì, rồi cùng các bác thì đã chăm sóc cho mẹ con được điều trị. Thì con cũng mong sao là mẹ con sớm được lành hẳn và quay trở về nhà với chúng con. Con xin cảm ơn cha. Cảm ơn cháu. Thế riêng cô là bệnh nhân thì cô cho ý kiến nào? Đấy, bây giờ cô cho ý kiến là trước khi cô vào đây và bây giờ nhá. Con cũng có lời cảm ơn cha với mẹ, các thầy lương y, cái bác ở Hà Nội vào. Thì đúng là từ lúc mà con vào đây đấy thì con cảm thấy người nó khỏe ra nhiều, mà bệnh cũng phát triển được tân tiến. Nên so với lúc con vào đấy là bây giờ là con khỏe nhiều. Tuy rằng bây giờ nó hành nó đau thật nhưng mà nó vẫn khỏe hơn, mà nó sức khỏe nó mới cái bệnh so với hôm vào ấy thì vẫn tiến bộ hơn. Cô cảm thấy đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, con cảm thấy đỡ 50-60%. À, 50-60%. Dạ. Tức là trước kia cô bị ung thư cái gì? Dạ, con ung thư vú. À, ung thư vú. Dạ. Tức là ở ngoài kia này chữa thời gian mất bao lâu rồi ngoài Hà Nội đúng không? Không, ở đâu? Trong này. À, trong này chữa Đồng Nai. Ở cả bệnh viện Đồng Nai, ở các bệnh viện nào rồi? Con đi bệnh viện Ung Bướu rồi bệnh viện Đồng Nai, đi 2 bệnh viện nhưng mà chịu không nổi thôi, ông thấy bệnh không thấy khỏi mà người thì mỗi ngày nó muốn suy sụp. Thế thời gian chữa các cái bệnh viện là mất bao nhiêu tháng? Lại cũng rơi vào 2-3 tháng. À, 2-3 tháng. Dạ. Thế em thấy không khỏi thì em mới nghe người ta nói và em đến đây. Dạ, nghe coi trên mạng á, là Trang Tường ở đây chữa bệnh năng y. Thế là bắt đầu mới mẹ con mới bảo nhau mới xuống đây. Rồi, cảm ơn cô. Tốt rồi, có ăn đâu cho chàng phóng tay nào. Đấy, thế thì qua một số người đấy thì ta thấy rằng bước đầu, tôi nói là bước đầu ta đã có những cái thông tin rất là tốt đẹp về cái việc này. Và cái kết quả cuối cùng tức là chú giải được bài toán, tức là người ta khỏi bệnh. Thế là cái hùng hồn nhất rồi. Thế thì để khẳng định và nó tổng kết lại thành một cái lý thuyết chu đáo thì chúng ta phải có thời gian và có số lượng người nhất định để đi đến cái chỗ tức là tâm phục, khẩu phục. Chứ không thì nó có những cái mà nó rất tế nhị. Bởi vì thế này, ví dụ trong cái lĩnh vực y học của Tây Y chẳng hạn, người ta chuyên sâu về cái lĩnh vực đó, người ta bao nhiêu năm nay người ta nghiên cứu về cái đó mà người ta chưa giải quyết được bài toán triệt để. Thế bây giờ chú Tường là cái người học thần học cũng như là học các cái lĩnh vực khoa học công nghệ khác nữa, thế nhưng lại giải một cái bài toán cực kỳ lan giải và gai góc về cái lĩnh vực ung thư này mà để giải quyết thành công như chúng ta nói bước đầu như thế này thì cũng là một cái làm cho tất cả các bên phải suy nghĩ, phải suy xét. Cho nên là nếu chúng ta không có một cái nhìn nhận đúng và không có cái đoàn kết đúng mà thì nó đi chỗ tức là hiểu lệch nhau, mà hiểu lệch nhau thì không có lợi cho người bệnh và không có lợi cho đất nước. Cho nên là tôi đề nghị tất cả bệnh nhân cũng như chú Tường và chúng tôi nữa rất khách quan, trung thực và nghiêm túc, và chúng ta sẽ cùng thuyết phục để những nhà chuyên sâu về ung thư về bên Tây Y này này hay là Đông Y giải quyết vấn đề này cùng hợp tác với lại chúng ta. Tức là các cụ nói một câu này, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại thành hòn núi cao, đúng ạ. Thế thì đấy là cái truyền thống đạo lý của dân tộc. Thế thì trước khi ngừng lời thì tôi một lần nữa tôi chúc mọi người nhanh chóng lành bệnh, và tôi tin rằng cái ý tưởng của chú Tường này sẽ phát triển và sẽ được lan tỏa
lay động trái tim mọi người dân Việt Nam, không lợi cho Việt Nam và lợi cho cả quốc tế nữa. Đấy, chúng ta có thống nhất nhất trí như vậy không ạ? Đấy, ta cho chào pháo đây ạ. Cảm ơn anh Tư rất là nhiều. À, thưa anh chị em, bây giờ anh chị em có biết anh Tư là chức vụ gì không? Chưa. À, cho nói rõ lại một lần nữa là anh Tư là chủ tịch danh dự Hiệp hội Những Người Lao Động Sáng Tạo. Tức là ông đi tìm tất cả những nhân tài trong đất nước Việt Nam. Đúng vậy không anh Tư? Đúng thế. Hôm nay anh Tư xuất hiện ở đây là anh Tư đi tìm nhân tài và để phát triển tài năng đó cho đất nước Việt Nam. Mà không phải chỉ cho con người Việt Nam, chỉ cho 96 triệu dân Việt Nam, mà cho cả nhân loại trên đất nước này, trên vũ trụ này. Vậy điều đầu tiên, chúng em cảm ơn anh Tư rất là nhiều đã đáp máy bay Tân Sơn Nhất đến đây để mà hiện diện ở đây để mà phỏng vấn các bệnh nhân. Các bệnh nhân này đang trên đường lành tính. Còn hiện tại thì chúng ta đã có một số hồ sơ lành tính mà có pháp lý của bệnh viện chẩn đoán rồi. Thì chắc chắn anh Tư sẽ cầm những hồ sơ đó trong tay để giống như là sáng chúng ta trình bày với nhau là chúng ta sẽ in ra 15 bộ để anh Tư gửi cho các phải vậy nè. Gửi cho các ban ngành trên đất nước Việt Nam của mình, và trong tương lai sẽ in ra 64 bộ để cho gửi cho các 64 tỉnh thành. Để tất cả 63 tỉnh thành. Và các còn các bộ ngành nữa, tức là khoảng trên dưới 100 bộ như thế. Trên dưới 100 bộ ung thư mà đã được trước khi vô đây là ác tính, sau khi ra là lành tính, cộng với cái clip ngày hôm nay, anh Tư sẽ gửi 63 tỉnh thành. Vậy chi thì chúng ta sẽ chuẩn bị 100 bộ hồ sơ đó để cho anh Tư sẽ gửi đi. Và trong tương lai thì các ban ngành sẽ vào cuộc để tạo điều kiện cho chúng ta cứu người. Anh Tư đồng ý không? Nhất trí ạ. Anh Tư à, bây giờ khi anh đã đến đây rồi thì anh phải hiểu được một số về công nghệ này. Để rồi hiện giờ là anh chưa biết công nghệ này một cách sát nghĩa, nhưng mà ít ra là ngang qua những người bệnh là anh thấy công nghệ này có giá trị. Thấy không nè? Vậy thì anh phải chịu cực ngồi nghe em thuyết trình chút xíu về công nghệ này. Trong tương lai anh sẽ dùng cái thuyết trình này để gửi cho tất cả các nhà khoa học trên nước Việt Nam. Năm nay cha 42 tuổi. Thì vào năm 1996-97 thì cha lên đường đi học. Tức là cha vừa tốt nghiệp phổ thông trung học xong thì cha bắt đầu lên đường đi học. Thì cha đi từ Vĩnh Long sang Cần Thơ lên Sài Gòn, đi khắp nơi để cha học. Thì may mắn trời cũng cho cha đến một cái nơi gọi là Đại Chủng Viện Thánh Quý Ca Răng Cần Thơ. Cha học trong đó trên dưới khoảng gần 10 năm. Thì sau khi cha thụ phong linh mục thì gọi là cử nhân thần học. Thì sau khi cha đạt cử nhân thần học rồi thì cha trở về cha làm linh mục. Thì cha lại tiếp tục được một cái may mắn là cha gặp một nhà khoa học nước ngoài. Đó là giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch, một cây đại thụ của ngành địa chất Việt Nam, tiếng chim đầu đàn của ngành địa chất. Thì giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch đã nghiên cứu được cái công nghệ nano gọi là cát hóa đá, đất hóa đá. Hiện tại cái công nghệ đó cha cũng đang nắm trong tay mà cha làm không nổi. Hiện tại bây giờ cha có thể bảo cái ghế mũ này thành đá được nè. Nó hay không? Bây giờ nó là ghế mũ, nhưng mà cha sẽ biến cái ghế mũ này thành cục đá. Với điều kiện phải có công nghệ nano. Nó công nghệ nano đó là gì? Là sút, là silicate với tro trấu. Mà tro trấu nó có 85% silic, 15% than. Vậy chúng ta làm sao để chúng ta biến cái 85% silic nó thành nước với sút với silicate? Thì chúng ta đập cái ghế này nhỏ ra, chúng ta cho nó vào cái xi măng polymer đó thì nó hút cái chất trơ này trở thành một cục đá. Bất kỳ một chất trơ nào cha có thể biến nó thành một cục đá được. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái công nghệ bọt lên đó là xi măng xây nhà đó là nó đã có mặt trên trên vũ trụ này vào thế kỷ 17. Cho nên cái công nghệ polymer đó, công nghệ xanh đó nó lại không đa dạng, nó không phát triển mạnh được vì do cái công nghệ bọt len này nó lớn quá. Vậy thì cha lại giữ cái công nghệ đó bên mình, cha không phát triển.
Chứ đúng ra cái công nghệ đó cha phải phát triển công nghệ đó để đốc, để ngăn biển từ Tiền Giang đến đất mũi Cà Mau. Bởi vì trong tương lai dự phóng của các nhà khoa học đến năm 2030 hoặc là 50 thì miền Tây của mình nước biển sẽ tràn ngập, chúng ta không còn làm nông nghiệp, làm lúa được nữa. Thì đáng lý ra cái công nghệ đó giáo sư Trần Kim Thạch đó giao cho cha để cha chịu trách nhiệm là ngăn biển từ Tiền Giang đến đất mũi Cà Mau để nước biển không tràn ngập vào đồng ruộng để chúng ta có lúa sống. Nhưng mà sau khi bác Thạch qua đời rồi thì cha cũng buồn, cha không phát triển công nghệ đó nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì bác Thạch đã dạy cha công nghệ nano là công nghệ lọc máu. Đó. Thì cha phát triển công nghệ này, cha đã nghiên cứu 20 năm. Vậy thì bây giờ cha bắt đầu nghiên cứu từ đâu? Do bởi cha là linh mục. Linh mục thì gì? Linh mục là bảo vệ linh hồn. Linh là linh hồn. Mục là giữ. Giữ cái linh hồn của người ta chứ không phải giữ cái xác. Đó, không phải giữ cái xác. Nhưng mà bây giờ, ủa mình giữ được linh hồn thì đó là tâm linh lắm. Bây giờ mình muốn giữ được linh hồn mình phải giữ cái xác, đúng không nè? Thì khi mình giữ xác trong sạch thì hồn nó sẽ trong sạch. Thì cha bắt đầu cho định nghĩa từ đây, linh mục là giữ, đọc kinh giữ linh hồn cho người ta. Vậy thì giữ linh hồn thường quá, nó là một cái mặt thiêng liêng nào đó, một mặt cái vô, một mặt là tức là tâm linh. Chúng ta không thể nào làm cho người ta sát cánh bên mình được. Vậy cha nghiên cứu cách giữ phần xác trước. Rồi khi cha giữ được phần xác thì đương nhiên là linh hồn ta có cách để giữ được. Đúng này. Vậy đây là cha, vì cha là linh mục cho nên cha mới nghiên cứu chỗ này. Chứ nếu cha là kỹ sư hay là nhà khoa học hay là bác sĩ, cha không nghiên cứu. Bởi vì kỹ sư hay là nhà khoa học hay là bác sĩ, người ta đã nghiên cứu xong hết rồi, ta không còn nghiên cứu nữa. Có nghĩa là từ đó mà người ta đi và người ta phát triển thêm từ từ thôi. Vì cha là linh mục, cha mới dặn ngược lại cái vấn đề. Cha dặn ngược lại, ủa như vậy thì bây giờ chắc chắn là con người phải chết. Nhưng mà nếu họ chết đúng thì ok. Mà nếu họ chết không đúng tuổi, đúng là đúng tuổi á, hoặc là đúng bệnh á, vậy thì nếu họ chết oan á, đó, thì sao đây? Vậy thì mình tìm cách, họ chết oan như vậy thì họ có ok không? Bản chất của người chết ok. Vậy thì cha phải tìm cái cách. Ví dụ như giờ một người ung thư mới có 30 tuổi như Thắng ấy. Mới con nhiêu tuổi rồi? 26 ạ. Con 26 tuổi mà con ung thư phổi, mà nếu không có người cứu con là con chết. Vậy con chết oan. Mà nếu cha cứu con lại, con sống rồi con đâu có chết oan. Hả nè, vậy cha phải coi cái chuyện chết này. Vậy thì khi đó cha đi tìm liền. Cha đi, cha lật ngược lại vấn đề. Bây giờ cha sẽ lật ngược lại vấn đề cách đây 20 năm. Bây giờ cha phân chia ra, một bên là khoa học, một bên là tôn giáo. Anh Tư đồng ý không? Một bên là tôn giáo. Thì có một nhà bác học nào đó nói, cha quên tên rồi, khoa học mà không đi với tôn giáo là khoa học khập khiễng. À, khoa học một chân, đi một giò, đi có một giò thôi. Một chân á, một giò là tại vì mình người Nam Kỳ. Khoa học mà không kết hợp với tôn giáo là khoa học đi một chân. Mà tôn giáo mà không kết hợp với khoa học là tôn giáo nó khập khiễng. Khập khiễng có nghĩa là gì? Khập khiễng có nghĩa là mình đi vậy không vững. Còn một chân là đi vậy. Nếu khoa học mà không có tôn giáo là khoa học đi như vậy. Còn nếu mà tôn giáo mà không có khoa học thì tôn giáo đi như vậy. Tức là mình phải đi thẳng. Mà giờ đi như thế này thì giống như giờ, giống như bây giờ mình là đi thẳng nè. Mình là một con người là mình tiến quá là mình đi bằng hai chân. Còn con khỉ nó đi bằng bốn chân là nó đi vững. Nhưng mà khi nó đứng lên đi hai chân nó vững không? Con khỉ đi hai chân vững không? Khập, khập khiển con khỉ đi hai chân lại đi dài. Hả nè, mà nó đi được, khập khiển. Còn con người ta đi hai chân là vững. Vậy thì nếu khoa học mà không có tôn giáo là khoa học đi một chân. Mà nếu tôn giáo mà không kết hợp với khoa học là tôn giáo khập khiển. Rồi, cha bắt đầu từ cái nền tảng này, bắt đầu cha đi ạ.
bắt đầu từ nền tảng này cho đi. Mình hiểu lần lần nha, mình hiểu lần lần. Khi cho dịnh vào cái nền tảng này cho đi thì bắt đầu cho phân tích. Bây giờ khoa học nói gì về con người, về cái lẽ sống, về cái lẽ sống của con người. Lẽ sống con người gọi là nói gì? Mình dùng cái từ lẽ sống thì nó gọi là xa quá. Khoa học nói gì về cái gọi là cái tồn tại? Cha dùng cái từ này, cha dùng cái từ để cho người ta không bắt bẻ được. Khoa học nói gì về tồn tại của con người? Tôn giáo nói gì về sự tồn tại của con người? Tồn tại có nghĩa là mình còn mãi, còn hoài, tồn tại con người. À, bây giờ cha coi, khoa học nói gì về sự tồn tại của con người? Tôn giáo nói gì về sự tồn tại của con người? Bữa nay học này hay lắm nghe. Bây giờ khoa học nói gì về sự tồn tại của con người? Khoa học chứng minh rằng để một con người tồn tại được 120 năm đến 140 tuổi. Một con người nếu muốn tồn tại từ 120 tuổi đến 140 tuổi thì con người phải ăn. Hả? Ăn cây cỏ. Phải ăn ăn thực vật. Khoa học mà cây cỏ gì đấy? Ba anh Tư đồng ý không? Khoa học bảo con người ta phải ăn thực vật. Thực vật là rau củ quả, là cây cỏ đó. Vậy thì khoa học nói gì về sự tồn tại của con người? Về sự con người hiện hữu trên quả địa cầu này từ 120 tuổi đến 140 tuổi. Vậy nếu con người tồn tại được tới cái giai đoạn này thì con người phải ăn thực vật. Anh Tư đồng ý chỗ này không? Vậy thì bây giờ mình phân tích cái ăn thực vật ra ở trong con người. Đây là một con người. Vậy thì cái con mắt của con người là nó không có giống như con mắt của động vật ăn thịt sống, của loài thú ăn thịt. Con mắt của con người mình ban ngày mình nhìn thấy đường mà ban đêm thấy không? Không. Còn mắt của con cọp, con mèo ban ngày nó thấy đường, không thấy đường bằng ban đêm. Vậy con người của mình do bởi mình ăn thực vật cho nên cái này gọi là thính giác hả? Thị giác. Cái thị giác của mình nó không nhanh nhẹn bằng con động vật. Con động vật ăn thịt. Cái mũi của con người không đánh hơi bằng cái nhanh nhẹn bằng cái mũi của con động vật ăn thịt. Anh Tư đồng ý chỗ này không? Tiếp theo, hàm răng của con người là dùng để ăn thực vật chứ không phải cắn xé thịt mà ăn. Đó là khoa học chứng minh nha. Bộ ruột của con người dài gấp 12 lần chiều cao của một con người, nó qua rất nhiều ngõ ngách. Nếu ta ăn thực vật vào thì thực vật này nó là nước, nó sẽ chuyển tải trong cái bộ ruột chúng ta nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta ăn động vật thì chúng ta sẽ bị nghẹt trong cái bộ tiêu hóa của chúng ta, sẽ có ngày chúng ta không tồn tại đến 120 đến 140. Nó rõ ràng nha. Dân. Còn nhiều thứ nữa nhưng mà cha không có thời gian để chứng minh. Cha chỉ chứng minh sơ qua cho anh Tư nghe vậy thôi. Đây là nói về khoa học. Thế tạm thời nói nhiêu đây thôi nha. Vậy thì bây giờ chúng ta nói về tôn giáo. Vậy thì nói về tôn giáo là Thiên Chúa, là Phật giáo, là Cao Đài, là Hòa Hảo, là Chính Thống, là Tinh Lành Lãnh Giáo, vân vân. Chúng ta nói về tôn giáo. Vậy cái cao cấp của tôn giáo đó là Thượng Đế. Tại sao chúng ta dùng cái từ tôn giáo? Là bởi vì hiện nay tất cả các nước gọi là Liên Hiệp Quốc chưa có phân biệt được đạo nào, tôn giáo nào là đạo cho nhân loại đi theo. Vì thế mà Liên Hiệp Quốc
dùng cái từ tôn giáo chứ không dùng từ đạo. Đạo là đường. Hễ nói là đạo là tất cả mọi người trên hành tinh này phải chạy theo cái đạo đó. Vì thế chúng ta nghe nói là tôn giáo Phật, Phật giáo, tôn giáo Thiên, Thiên Chúa, tôn giáo Cao, Cao Đài, tôn giáo Hòa. Chứ không ai nói là đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài. Xã hội, Liên Hiệp Quốc chưa dùng cái từ đạo, mà dùng cái từ tôn giáo. Bởi vì cái từ đạo này nó lớn lắm. Khi nói đạo là cho cả nhân loại đi theo. Còn khi nói về tôn giáo thì anh được tự do, anh vô tôn giáo nào quyền của anh. Anh Tư đồng ý chỗ này không? Rồi, tiếp theo. Vậy, sự tồn tại, vì cha là linh mục bên Công giáo, cho nên cha tìm hiểu có sự tồn tại của con người trong tôn giáo. Ở chỗ nào nó sẽ tồn tại, mà chỗ nào nó hư vong. Đó, hồi nãy ở trong khoa học cha tìm có sự tồn tại ở chỗ nào? Tìm rồi. Bây giờ ở trong tôn giáo cha tìm cái sự tồn tại của con người chỗ nào? Thưa là Đức Chúa Trời dạy con người là ăn. Ăn cây cỏ. Ăn cây cỏ, mang hạt giống. Vậy cái này so với cái khoa học, cái này đúng hay sai? Ngang tầm nhau hay sai? Vậy thì khoa học mà không có tôn giáo thì khoa học một. Tôn giáo mà không có khoa học thì tôn giáo khập. Vậy giữa khoa học và tôn giáo có ngang ngửa nhau không anh Tư? Anh thấy cái chỗ này là mấu chốt. Nha. Chỗ này là mấu chốt để làm cho con người tồn tại từ 120 đến 140 mà không phải trả quả. Đang nói về tôn giáo thôi. Còn nếu nói về Phật giáo thì Đức Phật dạy con người không được sát sanh hại vật. Vậy thì phải không được giết con động vật thì ăn gì? Còn Đức Thầy thì dạy con người là con ơi sao uống huyết đào anh em? Đó là động. Vậy thì mình không được uống huyết đào, uống máu đào của nó thì mình phải ăn thịt hoặc là ăn cây. Vậy các tôn giáo ngang hàng với khoa học. Vậy giữa tôn giáo mà không có khoa học là tôn giáo khập khiễng. Khoa học mà không có tôn giáo là khoa học một chân. Ngay cái chỗ này cha tìm được một cái điểm chung cho con người tồn tại là ăn. Ăn cây cỏ. Ăn cây cỏ, mang hạt giống. Đây là nói theo đạo Công giáo. Là nếu nói theo đạo Phật là ăn. Ăn trai. Trai. Ăn trai. Ăn trai tức là ăn chay á. Ăn chay tức là đọc trại ra là ăn chay. Mà ăn trai tức là ăn thực vật, ăn cây cỏ. Vậy đây là một cái mấu chốt mà cha kết luận lại con người phải đi vào cái con đường này thì anh mới tồn tại từ 120 đến 140. Anh Tư nghe lần lần nha. Để chứng minh cho anh Tư lần lần. Vậy ngay chỗ này cha đã chốt lại được một điều là con người phải ăn trai. Tiếp theo, cha chưa chịu thua. Ủa như vậy ta chốt được lại chỗ này rồi, mà tại sao, tại sao khoa học đã biết như vậy, tôn giáo đã biết như vậy, mà tại sao con người không hết bệnh? Đây là câu hỏi cha đặt ra tiếp. Tại sao không cắt cái cơn đau của con người được? Chỗ này là chỗ nhức nhối đó. Anh Tư đồng ý không? Đây là khoa học đã chứng minh nè, ai cũng biết nè. Tôn giáo đã chứng minh ai cũng biết mà. Tại sao anh có một điểm chung là ăn cây cỏ hay là ăn trai? Mà tại sao anh không giải quyết cái nỗi đau của con người? Gọi là bệnh tật, ngày hôm nay là ung thư, các thứ nó chết đầy đường. Anh Tư đồng ý không? Vậy đây câu hỏi cha Tường đặt ra tiếp. Khi cha Tường tìm được một điểm chung, ngang qua cái điểm chung này chưa làm đã cái đầu của cha. Tại sao cái điểm chung có rồi mà con người vẫn chết? Cha mới nghiên cứu tiếp về khoa học. Thì khi cha nghiên cứu tiếp về khoa học thì khoa học chứng minh con người, đây là một con người. Ở trong con người nó có 70% là hụt bại trơn rồi phải không? Giải quá trời giải. 70% là nước, rồi được gọi là chất, chất lỏng. 30% chất rắn và chất cứng. Vậy thì
ở nơi con người 70% là nước, 30% là chất cứng. Rõ ràng nha. Vậy thì đây là một cơ thể của một con người là như thế. Mà khoa học chứng minh, bây giờ tôn giáo chứng minh con người là gì? Đó, đây là khoa học chứng minh con người 70% là chất lỏng, 30% là chất rắn. Tôn giáo chứng minh con người là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ. Khoa học chứng minh 70% chất lỏng, 30% chất cứng. Vậy tôn giáo chứng minh con người là một tiểu vũ trụ. Mà ở trong cái vũ trụ này có 70% là biển. Biển là gì? Nước. Mình nói từ nước á, cộng đồng mạng nghe không đã, thấy không nè. 70% là biển, 30% là đất liền, thấy không nè. Vậy đất liền là chất rắn. 70% biển là rõ ràng. Khi tìm đến một điểm chung này cha không vừa bụng, tại sao có điểm chung rồi mà con người vẫn đau khổ. Vậy thì khi cha tìm tới nữa thì khoa học chứng minh con người 70% là chất lỏng, 30% là chất cứng. Cha tiếp theo bên tôn giáo thì con người là một tiểu vũ trụ. 70% vũ trụ này có 70% là biển, 30% là đất liền. Vậy thì kết hợp giữa khoa học và tôn giáo thì giải quyết cái nỗi đau của con người là ung thư. Anh Tư thấy ngay chỗ này chưa? Anh hiểu lần lần nha anh Tư. Em nói vậy anh đừng có cười em nha. Tại vì ở đây em thuyết trình cho anh thì cái chuyện anh hiểu rồi, anh kết luận em đúng sai chuyện của anh. Nhưng mà em muốn nói với anh rằng em trình bày anh đã nghe được, tôi kịp tới đây. Còn chuyện anh kết luận đúng sai chuyện của anh, nhưng mà chuyện của em nha. Nhưng mà em muốn rằng anh tiếp thu được tới ha. Rồi như vậy cha tìm ra được một cái điểm chung, và cha tìm ra được một cái nỗi đau của con người là tại sao có điểm chung mà không giải quyết nỗi đau. Vậy thì giải quyết nỗi đau này bằng công nghệ 4.0. Bôi bản mình ra đây. Hay không? Anh Tư thấy nghe được không? Anh Tám nghe hợp lý không? Và cũng chính vì chỗ này mà cho ra đời chữa nan y. Vậy khi cha tìm ra được một điểm chung của khoa học và của tôn giáo, cha tìm ra được một điểm chung là ăn chay, là ăn cây cỏ. Sau đó tại sao ăn chay ăn cây cỏ mà anh còn đau? Rồi anh còn đau, đau đớn, anh giải quyết không hết được cái bệnh nan y. Thì cha tìm tiếp theo là con người 70% là nước, 30% chất cứng, 70% là biển, 30% là đất liền, để giải quyết cái đau đớn này cho anh. Vậy thì hiện nay thế giới đang đi vào công nghệ 4.0. Đây không phải là công nghệ nano. Công nghệ 4.0 này là nó sẽ dùng cho thế giới, chứ không phải là nó dùng cho vũ trụ này chứ không. Công nghệ này nè, nó dùng cho khoa học nè, nó dùng cho là nông nghiệp nè, công nghiệp nè, buôn bán nè. Thí dụ như giờ mình mua vé máy bay, mình có cần đi lên tới hãng mua không? Dùng công nghệ mình lên laptop mình gõ cái mình có vé liền. Anh Tư đồng ý không? Dùng cho khoa học, dùng cho công nghệ, dùng cho xã hội, dùng cho buôn bán, dùng cho tôn giáo. Sau này nó dùng cái công nghệ này cho tôn giáo. Thí dụ như bây giờ nó sản xuất ra một cái anh robot. Đây là anh robot. Bây giờ anh muốn biết đạo của anh có cái gì thì nó giải quyết hết tất cả những cái mấu chốt của đạo, nó cài vô anh robot này. Thì anh chỉ cần là anh hỏi robot là Chúa có mấy ngôi, là robot trả lời ngay tức khắc, có cần cha không. Hoặc là nó tạo ra một robot của một ông sư trụ trì, là nó cài hết tất cả những gì đạo Phật vào trong robot này. Thì một người Phật tử lại thưa robot, muốn là quy y Phật phải quy y mấy điều, thì robot trả lời là 5 điều: không sát sanh hại vật, không nói lưỡi đôi chiều, không. Vậy có cần sư trụ trì nữa không? Anh Tư thấy rõ không? Đây là công nghệ 4.0, là công nghệ dùng cho tất cả các chiến lược ở trên trần gian này. Mảng nào công nghệ này cũng nhảy vô được hết. Nhưng ở đây chúng ta không phân tích mảng nông nghiệp, công nghiệp, buôn bán, tôn giáo, mà chúng ta phân tích về khoa học. Bây giờ cái công nghệ 4.0 này mà công nghệ về khoa học,
nó được gọi là công nghệ nano. Công nghệ nano này, nano là gì? Na là không có nghĩa, nô là không có nghĩa, mà nano gộp lại là tiếng Hy Lạp. Nano nó có nghĩa là thằng lùn, được dịch sát nghĩa là thằng lùn, mà dịch theo cái từ điển đó là cực nhỏ, mà hôm qua bác anh Tư dịch cực nhỏ, siêu nhỏ. Như vậy tiếng Hy Lạp nó gọi là nano, nano đó là thằng lùn, mà tiếng Việt không có chữ nano, không có thằng lùn, ha. À, không có thằng lùng, nó chỉ có nano là tiếng Hy Lạp thôi, nó là cổ ngữ. Vậy công nghệ khoa học 4.0 là công nghệ nano, dùng cho bên Tây Y, Đông Y là công nghệ nano. Công nghệ nano này được gọi là nước, và hạ thấp cái chữ nước này xuống là lọc máu. Đó, công nghệ lọc máu. Vậy thì ngày hôm nay khi một người bệnh mà đến bệnh viện thì điều đầu tiên là người ta lấy máu để người ta thử liền cái máu anh như thế nào thế nào thế nào, thì tôi có cách tôi xử lý bệnh nhân anh liền. Còn nếu mà tôi đến bác sĩ không lấy máu tôi rồi xong chích cái ác vô rồi về, đó không phải là công nghệ nano nữa. Vậy thì trong khoa học, trong công nghệ 4.0 của khoa học là công nghệ nano. Mà nếu mình nói 4.0 thì mình phải nói từ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ha, anh Tư đồng ý không? Bây giờ 1.0 là gì? Này nói rồi giờ nói lại thôi ha. 1.0 là công nghệ đơn giản nhất. Hay nói là chưa cấp tiến đơn giản là thí dụ như giờ dùng trong công nghệ 1.0 mà của khoa học. Anh bệnh phải không? Lại tôi bắt mạch, tôi kê to, tôi hút thuốc xong vậy. Thí dụ như qua đà tái thế, ngày xưa đến ông bắt mạch xong hái thuốc cho mình đem về uống, đó là công nghệ 1.0. Đơn giản nhất là bắt mạch cho anh, bóc thuốc cho anh, về nhà uống đi, là đơn giản là 1.0. Công nghệ 2.0 là gì? Là khi anh bệnh phải không, anh đến với tôi phải không, tôi là bác sĩ, bây giờ tôi không đơn giản mà tôi bắt mạch bóc thuốc cho anh nữa, mà tôi còn phải chích cho nó ra, đúng không? Tôi còn phải truyền nước biển nữa nè. Truyền nước biển nè. Đây là công nghệ có phải tiên tiến hơn là bóc thuốc không? Anh Tư đồng ý không? Đây là công nghệ 2.0. Vậy công nghệ 3.0. Công nghệ 3.0 này vừa có bóc thuốc nè, vừa có chích nè, vừa có truyền nước biển nè, mà vừa có phẫu thuật. Thí dụ như bây giờ một người bị bệnh ung thư vú, thí dụ như Điệp đi, con bị ung thư vú, thì khi con đến bệnh viện điều đầu tiên là họ cho con uống thuốc không hết phải không, họ chích vô cho con không hết phải không, truyền nước biển cho con là cao cấp rồi đó, không hết nữa không, mổ con ra, mổ cái vú con ra, cắt bỏ, rồi tiếp theo là quá trị hoặc là xạ trị. Đây là công nghệ 3.0, anh Tư đồng ý không? Mà công nghệ 3.0 này, khi một người bị ung thư vú đến cho thuốc, chích thuốc, truyền nước biển, phẫu thuật, quá trị, xạ thực, kết quả gì anh Tư? Chờ. Mình nói chết đâu được. Kết quả là chờ chết. Đúng vậy nè. Mà hết tiền. Hết tiền cộng với chờ là công nghệ 3.0 của khoa học hiện đại. Vậy cha tường lên công nghệ 4.0 là công nghệ na 4.0 là công nghệ na nano. Công nghệ nano bây giờ đây là một công nghệ nung bằng nước, mà hiệu quả của công nghệ nước này là lọc. Vậy con đến đây cha chỉ cần cho con uống nước thì chắc chắn cái máu con sẽ lọc. Cha không cần bóc thuốc nè, cha không cần chích nè, cha không cần truyền nước biển nè, cha không cần phẫu thuật, mà cha chỉ cần cho con uống nước, kết quả là không gì, không chết. Chưa, không mất, mất tiền, cộng với không. Không chết.
không bệnh chứ không phải không chết con. Nói đúng chữ à, anh Tư đồng ý không? Cộng với hết bệnh. Chứ không phải nói là không chết, ai cũng phải chết, tầm 40 tuổi chết mà. Không mất tiền, cộng với hết bệnh. Bây giờ cái chữ hết bệnh này, ai nói đây? Thưa Trung Tâm Hòa, Hòa Hảo nói cha có hồ sơ trong tay đó. Là thứ nhất con đến đây con trị bệnh không tốn tiền mà hết. Hết bệnh. Vậy thì bây giờ cụ thể như con đứng lên nè. Đẹp đứng lên nè. Hơi sẵn cho con này cha nói luôn chứ đúng rồi đứa. Ngày con vô đây, cái vú của con nãy con diễn tả là bằng cái trái cam. Đúng không nè? Đó. Nhưng mà nếu con ở bệnh viện là nó dùng công nghệ 3.0 là phẫu. Mổ ra. Mà con vô đây là bé lớn vậy mà cha không mổ mà cha dùng nước. Hôm nay cái vú con trả lời nữa bằng trái chanh. Phải vậy không? Anh Tư nghe rõ ràng không? Vậy, rồi, đợi ngồi xuống đi con. Vậy đây có phải là công nghệ 4.0 không? Cao cấp hơn 3.0 của khoa học hiện nay. Vậy bây giờ ta dùng nước là như thế nào? Giải thích chỗ này nữa là mình chấm hết mình khám bệnh được rồi ha. Anh Tư hiểu tới đây rồi ha. Bây giờ chúng ta dùng công nghệ lọc máu. Chúng ta dùng công nghệ lọc máu, chúng ta có 3 thứ. 4 thứ nè. Chúng ta có 4 thứ. Một là cháo nano. Cháo nano. Hồi nãy cha nói rằng cái công nghệ này là công nghệ nước lọc máu nha. Công nghệ nước là gọi là lọc máu. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta đưa nước vào một bệnh nhân là cháo nano. Anh Tư nghe từ cháo nano này hơi lạ nè. Nano là nước. Vậy thì gạo nấu thành nước mà nước là nano gọi là cháo nano thôi chứ không có gì trơn. Vậy tại sao cháo này nó có giá trị để mà lọc máu thưa anh chị em? Vì ở trong hột lúa, nghe cha nói cho kỹ một lần nha. Anh Tư muốn viết gì? Ở trong hột lúa đó, khi mà cái cây lúa được gieo xuống đất thì đến ngày mà nó trổ sinh qua trái thì cái hạt lúa nó mở miệng ra, nó hứng xương. Thì cái nhị lúa đó nó hút cái tinh hoa của cha trời. Sau khi nốt hết cái tinh hoa của cha trời là nắng sương gió tiết rồi. Sau khi nốt hết cái tinh hoa của cha trời rồi thì bắt đầu nó ngậm cái hạt lúa, nó ngậm miệng lại. Anh Tư đồng ý không? Nó ngậm miệng lại bắt đầu nó hút cái tinh hoa của mẹ đất là chất kiềm, chất ngọt, chất béo, chất chua, chất cay gì, tất cả những chất tinh hoa đó nó đưa lên cái hạt lúa. Và từ cái tinh hoa của trời, cái chất ở dưới đất này nó biến thành sữa. Lúc này đây hạt lúa nó ngậm lại là, lúc này đây mình bóp cái hạt lúa ra là sữa. Vậy thì trong cái sữa này nó có quá nhiều chất, nó nano thành một, đó là nước, sữa là nước. Thì khi đó nó mới đông đặc lại, nó ngậm miệng lại, nó đông đặc lại một thời gian, nó thành hạt, mình gọi là hạt gạo. Rồi bây giờ mình đem cái hạt gạo này, mình nấu, mình đun ra. Mình đun lên đến một cái nhiệt độ thành gạo, nó biến thành nước. Nước này gọi là nano. Thì cái cháo này nè, cái chất của cháo này nè, cái hột gạo này nó thành cháo, ăn vào là dinh dưỡng. Còn cái nước cháo này nó là thuốc để mà lọc máu. Nghe kịp chưa? Không sao, nghe không kịp, nghe lại cái điểm này, clip này. Là cái nước này nó là lọc máu, còn cái cháo này nó gọi là dinh dưỡng để nuôi sống con người. Nha. Điểm thứ hai, chúng ta dùng lá cây rừng. Lá cây rừng mà khoa học có dẫn chứng như là lá xạ đen, hay là lá thiệt canh, hay là lá xói rừng, hay là lá rau mèo, vân vân. Tất cả những cái lá cây rừng này mà khoa học chứng minh là nó trị các bệnh nan y, chúng ta cũng đun nó thành nước để chúng ta uống để lọc máu. Mà cái này, cái cháo này là lọc máu nè. Còn cái nước của lá rừng này nè là để tẩy. Chúng ta uống vào để tẩy oxy hóa.
Tức là trong con người ta khi mà bị ung thư rồi là chúng ta bị oxy hóa. Thì chúng ta dùng cái lá cây rừng này, chúng ta uống cái nước lá cây rừng này để cho chúng ta tẩy cái oxy hóa. Điểm thứ ba, chúng ta dùng lá, chúng ta dùng rau dường. Rau dường, khi chúng ta biến cái rau dường này thành nước, chúng ta uống vào, uống vào thì chúng ta tăng thêm cái dinh dưỡng hồi cháo hồi nãy để hấp thụ cho con người mạnh khỏe lên. Và nước cháo đó là lọc máu, và lá rừng là tẩy oxy hóa. Cuối cùng chúng ta lấy rau dường này, chúng ta làm gì điều gì nữa? Chúng ta biến thành rau dường, chúng ta biến thành nano để chúng ta thoa lên cái gọi là cái khối u đó, thấy chưa? Chúng ta dùng cái lá rau dường này nè, chúng ta biến nó thành nước để chúng ta thoa lên khối u, được công nghệ nano, được gọi là trong uống ngoài ngoài thoa. Anh Tư thấy sao? Anh Tư thấy không? Bây giờ em hỏi anh Tư nè, anh là một nhà khoa học, học từ bên Liên Xô, từ bên Đức, từ bên Nga, và hiện nay anh là chủ tịch danh dự Hiệp hội những nhà lao động sáng tạo. Thì hôm nay anh có mặt ở đây, vậy mấy năm nay anh 72 tuổi, anh có nghe một con người nào mà thuyết trình cho anh nghe giống như cha từng thuyết trình từ nãy giờ không? Anh trả lời coi. Anh đi quá trời rồi đó, 72 tuổi đó. Qua cái phần trình bày của chú Tường thì tôi là khoa học, thì tôi thấy chú trình bày thế là đúng về mặt khoa học, đúng về mặt tôn giáo, tức là có sự hợp nhất giao thoa giữa khoa học và tôn giáo, tức là mỗi bên có một cái tinh túy riêng. Thế thì bây giờ mỗi bên cùng tìm ra một cái mà nó gần giống nhau rồi, thế thì tức là hai bên giao thoa lại, mà chính cái giao thoa tìm ra cái đó là cha tưởng. Thì tôi thấy cái đó mà lại đưa vào ứng dụng trực tiếp đây, như cô thấy cô gì nhỉ? Dạ, cô Liệp, cũng như là một số người đấy đã là bằng chứng sống là gì đó. Thì tôi nghĩ tức là bước đầu có dấu hiệu tốt rồi, nhưng bây giờ thầy Tường sẽ tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục có các bệnh nhân từ các nơi đã đến cộng tác. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp này triển vọng, theo tôi nhận định, tức là nó sẽ kết quả tốt đẹp, không những đem lại lợi ích cho người bệnh của Việt Nam mà cho người bệnh trên toàn cầu nữa. Rồi, cảm ơn anh Tư nhiều. Rõ ràng là những cái mà em đã thuyết trình cho anh nghe, những cái này anh chưa nghe bao giờ hết. Kể cả các nhà khoa học cũng chưa phân tích được cháo nano như thế nào, về hạt lúa, hạt gạo, về lá cây rừng, lá rau dường như thế nào bằng công nghệ nano này. Nhưng anh Tư à, hiện nay chúng ta đã có quá nhiều ca mà có kết quả pháp lý của bệnh viện. Và từ nay đến Tết chúng ta ra khoảng 20 ca ung thư là có sinh thiết của trung tâm của Medis Hòa Hảo. Chắc chắn, nghe không nghe, tin không tin, muốn không muốn, chịu không chịu, nó vẫn là như thế. Anh đồng ý không? Nó vẫn là như thế. Vậy thì chương trình của chúng ta khép lại tại đây. Em cảm ơn anh Tư rất là nhiều. Anh đã bỏ công sức từ Hà Nội vô đây để anh khảo sát cái chuyện này. Cuối cùng chúng em cảm ơn anh, nhưng mà thì xin mời ông chủ tịch chữ thập điểm hội chữ thập đỏ ha, xin ông có vài lời phát biểu để nói chuyện với bà con. Cảm ơn anh Tư ha. Trước hết tám xin kính chào linh mục, chào anh Tư danh dự chủ tịch hội những người sáng tạo và tất cả bà con lương nghĩ tất cả là bệnh nhân đeo đó. Thì nãy giờ đúng ra mà nói thì bà con cũng thấy là cái tai nghe không bằng mắt thấy, thì anh Tư là chứng kiến, là khi coi mạng thì không bằng mà đứng thực tế, cũng xuống trực tiếp đến đây để xem coi cái cách thức là để cái chỗ điểm mà để trị bệnh nhân. Thì anh Tư nãy giờ cũng có cái kỹ năng truyền đạt cho tất cả chúng ta ngồi đây nghe, là từ là thực tiễn cho công việc chúng ta làm, thì phải nói là rất là một cái là thực tế. Và cộng lại bên đó thì tất cả bệnh nhân chúng ta cũng là cũng có thông tin là lợi cho là anh Tư nghe tất cả cái bệnh nhân của chúng ta đó, là lúc mới ban đầu bệnh ra sao, rồi trở về là hiện giờ trị là thời gian ra sao, thì tất cả bệnh nhân chúng ta đã thông tin lại cho anh Tư đã hiểu rõ rồi. Thì chính vì thế cũng rất là anh Tư là khẳng định
thời điểm chúng ta rất là cũng là trị rất là cũng có là cái hiệu quả rất mừng. Thì chính vì thế thì đây thì Tám cũng là cái điểm hội chữ đỏ thì Tám cũng rất mong là anh Tư cũng là cũng quyết tâm để là chung tay góp sức để cái điểm này để góp phần xe là xây dựng cái điểm này nó phát triển mạnh hơn để giúp cho tất cả bà con dân chúng ta là nói trong xã nói chung mà riêng tất cả bà con luôn được cái bệnh ấy mau lành bệnh vì cái mạng sống con người là tất cả. Thì cũng mong rằng anh Tư xuống sẽ sẵn lòng giúp. Thì sau cùng trước là kính chúc là linh mục chúc anh Tư tất cả là lương y tất cả bà con bệnh nhân chúng ta hãy thực hiện tốt để chúng ta là mau lành bệnh trở về với gia đình cho nó khỏe. Sau cùng chúc sức khỏe tất cả. Cuối cùng em mời anh Tư có vài lời để giáo huấn tụi em lần cuối cùng trước khi mình kết thúc ha anh Tư. Tôi cũng không dám gọi là giáo huấn mà chia sẻ để cùng coi là cái quan điểm của tôi là lý vững tình sâu hiểu nhau cùng phát triển. Đấy, tức là để cái việc làm của chú Tường đây mà là được Việt Nam cũng như là thế giới người ta thừa nhận thì trước hết về mặt khoa học và về mặt thực tiễn là phải vững vàng đã, đúng không? Trước hết là về lý luận khoa học nhưng bên cạnh đó là gì, thực tế về mặt khoa học nhưng cái kết quả cuối cùng nữa là thực tiễn của người bệnh đây này, đúng không? Bây giờ ông muốn nói trời nói biển gì cả, ông thế giới ông muốn nói này là ông tiên tiến nhất này gì đâu, ông làm tôi xem nào đây. Và cần thiết nếu không tin đưa người đến đây trực tiếp làm thì sau một thời gian thì tôi kết luận ngay chứ có cái gì khoa học hay là luật pháp hay là cuối cùng để ra một cái sản phẩm tốt nhất cho con người. Thế mà bây giờ có sản phẩm tốt nhất của con người rồi thì chứng tỏ là cái khoa học đó đúng và cái luật pháp đó là đúng cái gì, đúng không ạ? Đúng. Mọi vậy có nhất trí với tôi thấy không ạ? Nhất trí. Đúng là đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thế này, một mình chú Tường hay là cha Tường cũng không thể làm được mà một mình tôi cũng không thể làm được mà một bộ nào khác cũng không thể làm được mà gì cả đất nước phải đứng lên như chúng ta nói. Thế thì mỗi người hãy chung vai sát cánh và có cái gì chưa rõ thì hỏi cụ thể chứ không được là tùy tiện rồi là nhận thức nó không đúng rồi nói linh tinh thì nó ảnh hưởng. Có cái gì không rõ về mặt gọi là bệnh tình đó cứ gặp chú Tường hỏi và thế này thế kia thì chú Tường sẽ có trách nhiệm giải thích cho chú đáo, có đúng không ạ? Đúng vậy. Chứ ta không nên là hiểu một cách nó ngộ nhận rồi từ đó suy diễn này nói lung tung nó thiếu tinh thần xây dựng. Đấy là ý thứ hai tôi muốn nói. Ý thứ ba tôi muốn nói là phải cái tâm phải trong sáng, tức là ta đến đây vừa là ta chữa bệnh nhưng chính là ta góp trí tuệ công sức để cùng xây dựng lên một cái phương pháp chữa bệnh hay là cái giải pháp chữa bệnh hay là nói một cái khác là cái khoa học chữa bệnh của chúng Tường đây nó phát triển tốt đẹp, tức là không phải riêng là thành tựu của chúng Tường mà thành tựu của các bệnh nhân nữa chứ, và của tất cả chúng ta và của cả đất nước chúng ta và của cả dân tộc chúng ta. Thì tôi nghĩ cái đó là cái đích chúng ta được. Và một lần nữa tôi xin mong rằng mọi người hãy đoàn kết, hãy vì đất nước mình, vì dân tộc mình mà thương yêu lấy nhau, đừng gọi là vì cái cá nhân và cái gì đó nó không phù hợp với lại quy luật phát triển của trời đất thì cuối cùng là mình sẽ lĩnh án theo cái luật nhân quả. Thì tôi tin là mọi người đây sẽ nhất trí 100% với tôi như thế chứ ạ. Cuối cùng cái lời của anh Tư giáo huấn chúng ta đó thì cha sắc kẹo lại hai cái câu ca dao tục ngữ thôi, là bầu ơi thương lấy bí cùng. Đọc tiếp coi. Tuy rằng Nam Bắc nhưng chung một nhà vậy thôi. Đơn giản mình nói khác giống không hiểu. Đồng ý ha. Vậy em cảm ơn anh Tư đã đến đây để xác nhận, để về trình cho 15 bộ gì đó, 17 bộ của công an, bộ quân đội, bộ y tế, bộ quốc phòng và trình cho tứ trụ đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, rồi Tổng Bí thư là Nguyễn Phú Trọng, rồi Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân. Thì ngày mai hoặc là hôm nay anh Tư sẽ mang hết hồ sơ về trình cho tất cả các bộ là tứ trụ trong triều đình. Đó là anh Tư mới nói với cha hồi nãy đó nghe, chứ không phải cha nói anh Tư có xác nhận điều này không? Chắc chi. Đó. Thế này, chú tức là thế này, chúng ta bởi vì chúng ta là công dân mà, chúng ta vừa phải có trách nhiệm là thực hiện tốt cái trách nhiệm đối với công dân, nhưng mà nếu chúng ta có cái gì đề xuất thì đấy là quyền của chúng ta, chúng ta kiến nghị được chứ không có cái gì là cái gọi là nó không chú đáo cả. Đúng. Đây là chúng ta kiến nghị báo cáo với lại nhà nước
là có một cái ông là ông Tường, ông đã làm được cái việc như thế này và chúng tôi cũng đã đến chúng tôi xem và chúng tôi chữa bệnh, chúng tôi thấy tốt quá thì xin phép được báo cáo nhà nước và nhà nước hỗ trợ thêm để cái này nó nhanh chóng đưa vào ứng dụng thực tiễn để cho mọi người được hưởng cái này. Thì tôi nghĩ là cái đó là tốt quá, chứ là lãnh đạo ai chẳng ủng hộ, ai chẳng muốn cho dân mình khỏe mạnh để cho đất nước phát triển, đúng không ạ? Đúng vậy. Và thôi ta kết thúc bằng tràng pháo tay. Ok, xin cảm ơn anh Tư, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Thưa ban chính quyền và hội chữ thập đỏ, kính thưa thân nhân bệnh nhân và toàn thể mọi người, con là giống như một con người đã chết đi mà nay được sống lại, là con được nhờ ơn Chúa đã chỉ dẫn cho con để biết đường tìm đến Cha. Thiên Chúa đã ban cho chúng con một người cha như cha Tường để cứu nhân độ thế. Con không biết nói gì hơn, con không biết lấy gì trả công trả ơn cho cha, cho ban diện chuẩn và cho hội chữ thập đỏ và quyền. Con chỉ cầu xin Thiên Chúa ban đổ mọi ơn lành xuống cho cha, cho ban diện chuẩn là được ơn bền đổ, và chúc mọi thân nhân bệnh nhân ở đây giữ theo phác đồ của cha và được lành bệnh. Con xin cảm ơn ạ. Quá hay. Trước tiên là cũng cảm ơn ban hội tập đỏ tỉnh Trà Vinh này, cùng xin cảm ơn Trà Tường. Tôi ở miền Đông đất đỏ tỉnh năm nay, tôi bệnh là đây cũng được là gần gấp năm rồi, nhưng mà cũng đi đã bình thường là bệnh viện theo lời cha nói thì cũng đúng, sự thật là như vậy. Không biết được ở chỗ này là nên tốt đẹp về tình yêu thương cho không, mọi mặt là sự cái duyên. Nói chung là bên đạo tôi gọi là cái duyên, đã được về đây hội ngộ với cha cùng các thầy cái gì chuẩn cho tôi. Cũng có lúc khó khăn bệnh tật đã nói chung là nặng này đó, cho nên nay được khỏe và cha và các thầy bên hội chụp đói đã quyết định cho tôi về. Đúng là thật sự là tôi đã bớt bệnh, tâm tôi thì lúc nào cũng cầu thiện mà cũng thay lời muốn nói là muốn cảm ơn chân thành nhất, mà không biết nói gì để đền đáp cho cha hay cùng quý vị ở đây. Thì tôi lấy tấm lòng của tôi là chỉ cầu nguyện cho cha và cùng các thầy ở đây, có những người có mặt ở đây và những người chưa đến đây, để một lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người, đến với trên trước là chi Chúa và chi các đấng thiêng liêng ban phước hồng ân xuống cho cha là phải được sức khỏe dồi dào để mà có một công quả kích cho mọi người ở đây, cho đất nước, cho xã hội tốt đẹp, càng ngày phát triển hơn. Xin hết. Rồi, xin chúc ông đi về bình an nha. Rồi, từ nay cố gắng ăn chay trường nha, theo đạo cao đài của ông nha. Gửi lời thăm hai sư huynh cao bên cao đài nha. Trước hết thì thưa linh mục và thầy Râu Nguyễn Tường cùng là các cô bác là bệnh nhân là ở đây, chắc là bữa phát gạo tôi nói cũng là nhiều rồi, bữa nay ngắn gọn thôi ha. Thì bữa nay coi như là nãy tôi có nói là dịp tôi có dịp ký ba đợt bệnh nhân mà coi như từ tổ chức đã về là bữa nay là thứ ba. Thì bây giờ không có thì nãy chút rồi, chút rồi, bây giờ chút là bốn bệnh nhân rồi, từng trao giấy có chút rồi,
thôi bây giờ tôi nói ví dụ thôi nha, mà ở đây có gì là sai cũng xin bác bỏ qua. Thì cô bác là từ cổ chết tới về, tức là tụ tập về đây là gì, bệnh viện đã chạy thôi, tức là về đợi chết. Mà ở đây là gì biết không, ở đây là coi như là Diêm Vương tụ tập về đây à, bây giờ thì bây giờ là có trước có sau, bởi vì là bốn bệnh nhân này theo pháp đồ, tức là coi như là tức là không có, tức là tôi nghĩ là lao động tốt đó, giữ pháp đồ rồi nói là như là tại giam này ha, giam đợi đợi mà tôi nói ha. Thì bây giờ muốn về sớm thì cô bác gắng tranh thủ làm như là coi như là nãy giờ cha Tường có giảng rồi, từ pháp đồ như thế. Tại sao là coi như là hồi nãy tôi sáu cái gì đó, sáu nhóm rồi từ nhóm 1 đến nhóm 6 thì là cái gì chị nào nãy ra rồi nhóm sáu rồi mà trở về nào, nano có 49 ngày hay gì 52 ngày trở về rất tốt. Thì là thôi cái là cô bác nè bệnh rồi em đáng cố gắng, bây giờ là lao động tốt, tôi nghĩ lao động tốt là tức là thực hiện cháu gì nano đó vậy thôi. Chớ đời đừng buồn mà đừng là thất vọng, thực hiện cái phát đồ đó rất hay đó. Thì các bệnh nhân này đã nói rồi, thì bây giờ chúc là 40 nhân lần nữa về đâu coi như là an toàn đó. Chúc bây giờ là đến đây nữa, đến đây là mạnh khỏe thăm cha Tường chứ các là hội chẩn ha. Lần nữa thì chúc là sức khỏe là bốn vị này về được mạnh khỏe, còn toàn bộ là chúc sức khỏe, ráng giữ cái phát đồ đó để lần được ra về. Bữa nay là mình quay một cái đoạn video clip này để mình làm kỷ niệm. Tức là anh là chủ tịch danh dự Hiệp hội những người lao động sáng tạo tại Việt Nam. Anh là định cư ở Hà Nội, nhưng mà anh đến Trà Vinh là miền Nam để anh gia nhập tụi em vào hội viên, tức là công nhận, và khảo sát cái việc làm cụ thể của cái chi hội này. Rồi sáng nay đó tụi em trình cho anh nè. Thứ nhất là anh có khảo sát những người bệnh, đúng rồi, đúng không, thực tế chăm nghe rồi. Rồi thứ hai là trình bày hết rồi, em đã trình cho anh cái công nghệ nano về chữa bệnh này. Rồi thứ ba là tụi em có những cái bằng chứng mà của bác sĩ đã kết luận là sinh thiết lành tính. Thì anh đã hiểu hết mọi sự rồi ha. Bây giờ anh còn nhắn nhủ tụi em gì trước khi về Hà Nội không? Nhắn nhủ một cái điều thế này, tức là anh em mình là hết sức chu đáo rồi, nghiêm túc trong công việc rồi, cái đích là chúng ta vì đất nước này rồi, vì dân tộc này rồi, và sau đó mới vì chúng ta rồi, có đúng không? Đúng. Và còn vì con lạc cháu hồng, đúng, cũng như là gì, vì thế hệ coi là dân tộc Việt Nam rồi, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là rồi, có đúng rồi. Rồi thế thì mọi cái nó sẽ tốt đẹp, không có cái lý gì mà đúng, người ta này không ủng hộ cái này, đúng, đúng. Tóm lại một câu cuối cùng trước khi anh lên đường về Hà Nội thì tụi em sẽ làm tốt nhiệm vụ. Nếu có trục trặc tụi em báo anh hay, cứ điện cho rồi. Anh rồi. Có bây giờ anh vô có trong vòng 3 tiếng hồ sau có mặt ở đây, có gì quan trọng đâu. Mình làm có trời đất theo dõi chúng ta. Hẹn lại anh giữa tháng 12 tụi em sẽ có mặt Hà Nội yên chí, để thuyết trình, sẽ đi tham quan một số mô hình làm dạ, để thuyết trình công nghệ này cho các nhà khoa học ở Hà Nội biết. Tuyệt vời, chúc anh đi bình an nhé.